Em chào tất cả các anh chị. Mời các anh chị ngắm một cái loại lan mà không thể thiếu được ngày Tết đối với anh em chơi lan ở trong Lâm Đồng các bác nhé. Đó là Long Tu, Hoàng Thảo Long Tu. Đó. Trong em thì nó có cái hay như thế này. Riêng ngày Tết nếu mà anh em chơi lan thì nó có bốn loại lan. Long Tu này, Kim Điệp, Kiều, rồi Đại Y Thảo các bác nhé. Và đây là một cái loại một trong bốn cái loại loại hoa mà chơi ngày Tết này các anh chị này, Long Tu. Đó, Long Tu thì nhà em thì có Long Tu Xuân, Duy Linh các bác nhá. Bây giờ là bắt đầu đã nhú nụ. Ví dụ những cái nụ như thế này thì chắc chắn nó sẽ nở hoa trước Tết này. Đó, Long Tu Xuân rất chuẩn Tết. Đó. Hôm nay thì em có cả hàng to hàng nhỏ. Và đây em đang quay đó là những cái tác phẩm tròn các bác nhá. Đó, chuẩn cho anh em mình chơi Tết. Đó, những cái giò rất đẹp như thế này này các bác này. Đấy, các bác nhìn những cái giò Long Tu. Và bây giờ các anh chị cứ để ý, tất cả các mắt này bây giờ bắt đầu nứt rồi. Nó nhanh lắm các anh chị ạ. Đó, cái này là phải hãm đấy, không dám tưới nước á. Nếu mà tưới nước là bây giờ bung hết rồi. Trông như thế này thôi, có thể sáng mai các bác ngủ dậy là các bác đã thấy nó bật hết rụng rồi. Đó, nó cực kỳ nhanh nhá. Đặc biệt là những cái đơn hàng tối hôm nay là toàn những đơn hàng VIP thôi các bác ạ. Bác nào có nhu cầu thì 7:30 các anh chị vào kênh để các anh chị sưu tầm nhé. Đó, sưu tầm những cái giò Long Tu tác phẩm cũng không còn nhiều các anh chị ạ. Đó, cũng từ giờ đến Tết thì nó cũng chỉ còn khoảng tầm 14 ngày nữa thôi. Đối với cái loại Long Tu này thì nó nhú nhanh lắm. Về là treo đó, có khi em gửi về cho các bác là nó nhú luôn rồi đấy. Đấy, có rất nhiều những cái thân đã bắt đầu nhú rồi các bác nhé. Cho nên là những cái giò to như thế này là kiểu nào cũng được chơi Tết này. Đó, đây, rất đẹp. 7:30 nhá anh chị nhá. Đấy, có những cái giò khủng. Có nhiều khách hàng dặn em những cái giò khủng thì hôm nay có giò khủng cho các bác sưu tầm. Đây, em có khoảng mấy chục giò kiểu như thế này các anh chị nhá. Các bác vào kênh Lan Rừng Lâm Đồng để các bác sưu tầm. Đây, phía bên này em treo này các anh chị này. Đấy, đây. Cái này mà nó còn lá thì trông khủng lắm các anh chị ạ. Đó, bây giờ rụng này. Đây này anh chị xem này. Đó, đấy, nó nhanh lắm. Cái nụ của nó nhú ra từng giờ các bác ạ. Đây này, các bác nhìn này. Cái này có thể hôm qua, ví dụ hôm qua em quay thì nó chỉ mức độ như thế này thôi nhá. Nhưng hôm nay nó đã nhú như này. Nó như thổi các anh chị ạ. Đó. Mà các anh chị cứ xem một giò Long Tu mà khi nó ra hoa ấy, thì cái mức độ của nó dày bông các anh chị nhá. Nó từ trên xuống dưới này. Nó không giống như phi điệp, nó không ra ki các anh chị ạ. Đấy, nó từ trên này, mắt nào nó cũng có hoa hết. Không bỏ mắt nào luôn các anh chị nhá. Đó. Và cái nó có mùi thơm đặc trưng. À, rất thú vị ngày Tết. Riêng ngày Tết là chỉ có mùi Long Tu này. Nó khá đặc trưng các anh chị ạ. À, giống như mình chơi cây đào, cây mai ngày Tết thì trong giới chơi lan ấy, đa số là anh em kiểu nào trong nhà cũng có một cái giò Long Tu đẹp để chơi các bác. Đó. Đây các anh chị xem này, tiếp giò này này, thân nó mập mạp như này. Đây này các anh chị này, bung rồi này. sáng mai chắc chắn là nó sẽ phòi cái nụ ra. Đó, rất thú vị. Cái dòng này cũng dễ chăm thôi các anh chị nhá. Em thấy rất nhiều anh chị ở miền Bắc là mua hàng nhà em năm ngoái đấy thì về là có rất nhiều những cái giò Long Tu đẹp để các bác chơi, hầu như là gửi hình vào ngày Tết. À, cảm ơn. À, bởi vì nó quá đẹp luôn, rất đẹp như thế này. À, anh chị nào chưa đăng ký kênh cho em xin một nút đăng ký các bác nhé, cho em xin một nút đăng ký để anh em mình sưu tầm những giò lan đẹp, đặc biệt là Long Tu Xuân. Tối nay thì em có những cái loại là Đại Y Thảo các bác nhé. Đại Y Thảo VIP luôn. Tối nay có Đại Y Thảo VIP luôn. Đó. Hàng VIP, hàng cây dài. Đó. Sưu tầm thoải mái các bác nhé. Đó, đây. Tối nay thì em bán chuyên Long Tu này, Đại Y Thảo này. Rồi Kiều Lộc Bắc các bác nhé. Kiều Lộc Bắc đang có lụng. Đây này các anh chị nhìn. Đấy, đang nhú hết rồi. Nó nhanh lắm, mấy cái dòng này. Cái này nó ra nhanh kinh khủng luôn. Có duy nhất một giò mà thân tím như thế này các bác nhá. Nhưng mà Long Tu Xuân, nó là hàng dè. Nói chung là đã đóng những cái tác phẩm như thế này là
chủ yếu là em đóng theo hàng dè các anh chị ạ. Đó. Đây khi ra hoa nó ra hoa đồng loạt. Đây là những cái cây bói này. Bói này mai nó tiếp tục nó ra. Đẹp lắm. Nói chung là chơi văn nghệ, chơi ngày Tết những cái giỏ lan như thế này tuyệt vời luôn. Thân cái này lúc còn lá thì đẹp lắm các anh chị. Đó. Đây. Long tu sân. Nãy thảo hôm nay em có những cái bảng đẹp đang vú nụ. Đang vú nụ rất đẹp nha các bác nhá. Chuẩn Tết luôn. Đấy. Đây này. Thân bập mạp đẹp không? Quá đẹp luôn đấy. Củi khô đây. Củi khô nhưng mà vài hôm nữa là các bác mới thấy cái vẻ đẹp của nó. Đó. Này em đóng cũng khá nhiều. Nhiều thân trên một con giò lan như thế này. Rồi em cảm ơn cả nhà nhé. Tối nay 7:30 mời anh em mình vào sưu tầm.